Ngày mùng 1 tháng 7 là một phiên hồi phục rất là tốt. Tuy nhiên điểm lưu ý hôm nay đó là cái thanh khoản rất là thấp, thấp đến kỷ lục, và nó thể hiện trong vấn đề đó là cái cung cầu nó chưa gặp nhau. Thì cá nhân mình nhìn nhận cái giai đoạn vùng 1240 cho đến 1260 nó hội tụ rất nhiều yếu tố đặc biệt. Đối với những nhà đầu tư mà không kịp bán ở những phiên 24 tháng 6 trở về trước thì rõ ràng rằng nó đang là vùng quá lỗ, có nghĩa là nó lỗ vượt quá cái mức chịu đựng của nhà đầu tư và họ sẽ không để ý bán. Mặc dù hôm nay có những cổ phiếu phục hồi từ 2 đến 3%. Tuy nhiên những anh chị mà đã chốt ở trên thì vẫn đang tinh thần bảo toàn, nghĩa là họ cũng chưa sẵn sàng mua đuổi. Do đó thì cung và cầu không gặp nhau. Và đây chính là cái tiêu đề hôm nay mình ghi là trong chán thì ngoài thèm. Có nghĩa là anh chị đang cầm lỗ thì thực sự là đang chán nản, muốn về bờ. Nhưng những anh chị mà lỡ bán full hàng, full tiền thì thực sự đang rất là thèm khi mà thị trường bắt đầu kéo xanh. Như vậy thì hôm nay thị trường chúng ta có những điều lưu ý gì? Và có một số dòng thì thực sự rằng nó đáng để cân nhắc, đáng để quản trị, thì mình cũng sẽ nhắc nhở trong video này. Thì ở trong cái nhắn tin của khách hàng mình ấy, mình đã nói cái xác suất giật về vùng 1270 lấp gáp là có, bởi vì chúng ta nhìn thấy hiện giờ chúng ta đã lấp mất cái gáp ở 1245 và còn một gáp nữa đó là chân của cây nến mà sau khi tạo lập đã gom hàng xong đánh vượt lên ở vùng 1215, và liệu cái gáp này nó có lấp hay không thì mình đánh giá là có xác suất lấp. Tuy nhiên nó để thị trường rơi một mạch từ trên đỉnh mà xuống dưới 1215 thì chắc chắn nó phải cần một cái chiếu nghỉ. Và cái vùng 1240 cho đến 1260 này thì thực sự là nó một cái vùng mà hội tụ rất nhiều yếu tố. Mà yếu tố đấy tại sao mà cái thị trường nó sẽ dừng chân ở đây, nó co giật, bởi vì nó là chân của kia đến bắt đầu quá trình gom hàng kết thúc và bước vào quá trình kéo xả ở phía trên. Thứ hai là trung điểm của một cái quá trình tăng từ 1180 cho đến 1310 này, thì nghĩa đây chính là vị trí trung điểm luôn. Và nếu chúng ta bật cái chart Ichimoku lên ấy, thì rõ ràng đây là cái mặt của cái mây, nghĩa là giống như một cái đệm đỡ. Và nếu mà chúng ta bật cái chart tuần ra thì nó lại đúng vừa luôn cái M20 của chart tuần, mà anh chị biết rằng M20 là cái ranh giới ở giữa việc tăng và giảm, giữa xu thế tăng và xu thế giảm, đúng không? Do đó thì ở đây nó sẽ xảy ra cái việc giằng co rất kỳ vọng của rất nhiều người. Có những anh chị thì nhà đầu tư hoặc cả tư vấn thì kỳ vọng rằng đây là hỗ trợ, cho nên là họ lao vào bắt đánh. Tuy nhiên cũng nhiều anh chị thì lo lắng rằng là thị trường khó tăng mạnh, bởi vì ngay ở phía trên thôi, nó 1260 ấy, là một cái lớp kháng cự rất là dày. Chúng ta có thể nhìn qua trong đồ thị thì nó rõ hơn. Ví dụ để mình zoom to lên thì anh chị có thể thấy rằng cái nhịp giảm đợt này ấy, nó giảm rất là đột ngột, nó giảm rất là đặc biệt. Nghĩa là mỗi lần giảm ấy, nó tạo thành một cái lớp mà nó không có nhịp nhảy lên. Có nghĩa là khi mà nếu mà thị trường ấy thực sự nó nhảy lên, ví dụ giảm ở đây này, sau lẩy mạnh ở đây này, xong giảm đây lại lẩy lên đây, thì tất cả những người anh chị em nào bắt đáy ở đây chắc chắn là khi hàng về họ có lãi, họ sẽ chốt, thì có nghĩa rằng cái lớp kháng cự ấy nó sẽ bị vơi bớt đi đấy. Nhưng tuy nhiên cái việc mà thị trường nó đi đi theo kiểu bậc thang đi xuống ấy thì nó sẽ tích lại càng ngày càng nhiều, có nghĩa là bản thân cái việc đi thành hình bậc thang như này không phải nhảy hẳn lên đấy, thì rõ ràng là những anh chị em bắt đáy ở đây, những anh chị em đu đỉnh ở đây, trung bình ở đây thì họ cũng không bán ra và cũng không có cơ hội để bán, bởi vì thực sự là nó có lãi đâu, đúng không? Thậm chí với số lãi rất là nhỏ từ 3 đến 4% thì anh chị không bán, không phải anh là người quyết đoán bán. Thì mình nghĩ rằng cái lớp ở đây nó hình thành một lớp kháng cự rất là dày ở đây một lớp, và thị trường lại tiếp tục là đi ngang một cái nhịp nữa. Và việc cái thị trường đi ngang này mà không có nhịp nhảy lên đến tận vùng trên, nó không nhảy đến tận vùng trên này, thì rõ ràng rằng cái cơ hội bán hòa về bờ của những anh chị đu ở đây nó không có. Do đó thì thị trường lại tiếp tục hình thành thêm một lớp kháng cự nữa ở đây. Vậy thì việc đã hình thành liên tục các cái lớp kháng cự như thế thì rõ ràng rằng thị trường nó sẽ rất là khó để có vượt lên trên này, bởi vì rõ ràng những anh chị ở đây đã hình thành rất ba lớp người chờ về bờ, thì mình đánh giá rằng thị trường khu vực này nó sẽ khó có thể vượt sát lên trên cái vùng kháng cự này, mà cùng lắm ấy, thì nó cũng chỉ lên đến mép trên của cái khu vực này thôi đấy. Mình đánh giá nó loanh quanh ở khu vực này thôi, và nó sẽ đợi cái đường M20, đường M20 này nó vẽ vòng xuống dưới. Đấy. Chúng ta nhìn cái đường M20 này nó sẽ cong cong vòng xuống, đường màu cam cong vòng xuống dưới, và lúc đó thì có thể sẽ xảy ra tiếp tục một cái nhịp giảm mới. Thì đấy là cái quan điểm của mình, thì không biết anh chị em có đồng ý với quan điểm đấy không, thì mình sẽ chỉ ra các cái ví dụ vừa rồi mình nói. Nếu bật lên chart Ichi đây, chúng ta chạm đúng mặt mây nó lẻ lên đấy, và sau đó thì sau cái nhịp tăng này mà thị trường có giảm thì thực sự chắc chắn nếu mà nhịp sau mà giảm ấy thì sẽ chui vào mây, và xác suất rất là cao nó sẽ rơi thủng cái đáy mây này, thì lập tức cái vùng đáy mây này nó sẽ hình thành một lớp kháng cự rất là dày.
ở quanh vùng này. Thế đấy, thì đây mới có, mình nghĩ là đây mới là cái chỗ mà chúng ta phải cân nhắc nhiều nhất. Thế đấy, thì trước khi mà bây giờ mình sẽ tắt tạm cái MACD đi cho nó đỡ, và chúng ta dở sang đồ thị tuần, thì rõ ràng là nếu theo tuân theo phương pháp kỹ thuật thì cái thủng M20 thì việc nó hồi lên quanh M20 là điều đương nhiên, đúng không? Khi thủng M20 này nó phải hồi lên M20 là chuyện rất bình thường. Đấy, thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy nó đang đi theo một cái vận động kỹ thuật bình thường thôi, chứ không phải là một cái gì đó quá kinh khủng, một cái gì đó là thể hiện rõ ràng tinh thần nó là một pha rũ bỏ. Còn nếu mà thực sự thị trường rũ bỏ ấy thì nó phải là một pha như hôm trước, trong video trước mình đã từng nói soi cổ phiếu này, mình từng nói nếu mà thị trường nó tăng hẳn lên thì nó phải đi đến đây, và nó chỉ phép được đi ngang ở đây khoảng 2 phiên thôi. Có nghĩa là nếu mà thứ năm tuần sau có một phiên đánh mạnh thật lên thì ok, mình đồng ý rằng đây có thể là một phiên rũ bỏ, nhưng xác suất đấy mình đánh ra không cao. Thì chúng ta nghĩ đấy là cái quan điểm của mình, thì anh chị em xem mà nếu mà đồng ý hay là để ý thì chúng ta có thể để lại comment, cũng như là muốn mình trả lời các câu hỏi ấy về cổ phiếu thì có thể gõ vào đây và mình sẽ theo dõi và giải đáp cổ phiếu trong cái video này. Thì trước khi đi vào thị trường thì anh chị em hãy ủng hộ cho mình xin một lượt like để đăng ký kênh trước khi chúng ta tham dự cái buổi phân tích này này. Thì cái bố cục buổi phân tích thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thị trường và cái nhịp hồi phục này kéo dài đến đâu. Thì cá nhân mình vừa nói rồi đấy, cái nhịp hồi phục này mình đánh giá là kéo dài đến 1260 cho cao nhất là đến 1268. Đấy, đây là cái vùng mà mình kỳ vọng lên. Vậy thì hôm nay ngoài cái việc nhận định cái nhịp hồi của thị trường tiến đến đâu, thì mình sẽ đưa ra một cảnh báo và sóng up form thực sự nó đã kết thúc hay chưa. Và đây là thực sự không phải là một cái lần đầu tiên mà mình cảnh báo, mà cái ngày 28 tháng 6 hoặc trước đó nữa, đúng không? Chúng ta nhìn thấy các video của mình ấy, mình đã nói cảnh báo sắp có biến ở sóng upcom ngày 21 tháng 6. Thì mình đã cảnh báo rồi, và sóng upcom thì thực sự là không một cái đặc điểm. Mình đã cảnh báo đây, anh em phải quản trị rất là mạnh các cái mã mình ghi ở đây. Thế anh em nhìn thấy nếu mà thực sự anh chị em bán kịp, kể cả FOC ấy, thì anh chị sẽ thoát được cái nhịp lỗ khoảng tầm 10-15%, khá lớn. Đấy, thì mình nhìn nhận cái sóng upcom thì anh chị có một cái điểm yếu, đó là anh chị không quyết đoán dứt khoát khi bán đảo chiều. Và một cái điểm yếu thứ hai, kể cả nhà đầu tư hay là kể cả những tư vấn mà non kinh nghiệm thì họ không biết đánh cái sóng upcom penny, thì họ lại áp dụng rất bừa bãi cái kỹ thuật đánh của cổ phiếu nhóm sàn hoa sen vào. Đó là họ đánh cổ phiếu theo kiểu pullback. Pullback có nghĩa là gì? Pullback có nghĩa là khi thị trường có những cổ phiếu, mình ví dụ thôi, đó là cổ phiếu CSV đi chẳng hạn đi, thì thường sau khi có những nhịp rũ bỏ ấy, thì nó sẽ có nhịp back lên. Đấy là gọi nhịp pullback, nghiệp kéo ngược lại, thì họ sẽ mua và sẽ bắt thì sóng lên này. Hoặc là khi mà có thị trường là rơi mạnh này, bắt đánh này. Chúng ta có những lần chúng ta đã đánh rồi nhưng mà chúng ta không hiểu cái phương pháp đấy. DGC là một trong cổ phiếu mà chúng ta bắt rất nhiều lần pullback thành công. Ví dụ đây này, mua đây và lên đây bán luôn, mặc dù mình cũng không bán được ở vị trí cao nhất là 62, nhưng mình bán được ở 60,5, mình cũng chia sẻ anh em rồi. Và rõ ràng cổ phiếu của sàn hot sale đại đa số là nó có những nhịp pullback nghĩa back bay ngược lại. Tuy nhiên rằng những người yếu kinh nghiệm hoặc những người anh chị em tư vấn mà không có kinh nghiệm ấy, thì anh chị lại sử dụng cái phương pháp đấy đối với sàn upcom. Và sàn upcom ấy thì nó có một cái tăng và giảm rất là khác. Anh chị để ý thấy những MSR, mình ở đây mình có liệt kê các cổ phiếu mình sẽ chỉ ra anh chị xem. TDS này, MSR này. Anh chị em nhìn thấy cái sàn upcom đặc điểm của nó ấy là nó tăng một lèo và nó giảm nó giảm một lèo. Nó không có những cái nhịp nảy lên cho anh chị để anh chị có thể kiếm được cái những nhịp lợi nhuận. Đấy, đến đây nó rơi rơi không có nhịp nhảy lên M20. Đấy, nếu anh chị áp dụng cái phương pháp sai hoặc là ở trong những đội nhóm mà họ có yếu kinh nghiệm ấy, thì thực sự anh chị sẽ mang những cái thiệt hại rất lớn. Những FOC này mình phải cực kỳ nhìn nhanh nhanh nhạy. Hôm trước mình nhìn thấy vấn đề là upcom bị rút tiền ra. Đấy, mình nhìn con MR rút ra này, mình nhìn con MFF này nó rơi 2 cây này, thì mình nhắc ngay lập tức anh chị em, tất cả anh chị em phải bán ngay tất cả các cổ phiếu sàn upcom đấy, đi đến rất nhanh và thường không có nhịp hồi. Thế chị nhìn thấy cái câu chuyện rằng là sàn upcom nó rơi rơi rất kinh khủng đấy, thì anh chị nhìn thấy hôm nay thực sự sàn upcom mình xem tất cả cổ phiếu và nó không có nhịp bách bách cho anh chị. Và nếu anh chị không kịp thoát ra ở những nhịp đầu tiên, thậm chí anh chị còn tham bắt đáy ở đây ấy, thì cái số lỗ anh chị nó cực kỳ lớn, thực sự là rất lớn. Đây là một cổ phiếu MFF 39% nhá, trong vòng một tuần anh chị cảm tưởng đánh 1 tỷ và bay 400 triệu. Thì đây là một cái chia sẻ kinh nghiệm, anh chị phải đặc biệt, nghĩa là chơi những gì mà mình thực sự biết. Đấy, mình chỉ xem các cái cổ phiếu khác. VAA đúng không? Câu chuyện nào là nâng vốn, câu chuyện nào là chuyển đổi sàn đúng không? Thực sự nó
nó chỉ là câu chuyện thôi. Khi mà chỉ cổ phiếu tăng nó vẽ ra, anh chị nhìn đấy, cái cổ phiếu upcon nó không có nhịp nảy lên, nó cứ rơi 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 xuống, OIL đấy, nó rơi rất đều tay, nghĩa không không có nhịp nảy lên, thực sự thế. VADRI, FOSX đúng không? Kể cả mình nói thật, con này mình cảnh báo rất nguy hiểm. Ai mà bắt nhịp hôm nay ấy, thì lên liệu mà lên đến khoảng tầm 103, mình nghĩ hoảng lên bán. Bởi vì cổ phiếu này có thể nó sẽ đi vào một nhịp cưa chân rất kinh khủng. Mà đây là một trong cổ phiếu mình nói thật ấy, là nó mới xuất hiện thôi. Nghĩa là nó ăn theo cái sóng công nghệ của FPT. Mà sóng công nghệ thì mình đang định làm một video cảnh báo sóng công nghệ. Thì thực sự anh em để ý con NVIDIA này nó đang rất là rủi ro rồi. Tạo hai cái đỉnh như này. Đấy, nhìn, nhìn đấy. Nó đang giống khu vực này này. Tạo một cái đỉnh rơi. Và đương nhiên khi NVIDIA này nó rơi thì tất cả những con gì liên quan đến mình đã cảnh báo sàn FPT đúng không? Nó đang thực hiện mẫu hình ba đỉnh đến nơi rồi đấy. Hôm nay ai mà bắt đáy ở đây ấy, thì có thể là không lỗ. Thực sự không lỗ nhưng mà chưa chắc quá. Có thể là xuống đây này, xong lên lại đây này. Xong như này xong bắt đầu rơi. Thì mình nghĩ là hôm nay ai bắt đáy thì chắc cũng chưa chắc là lỗ đâu. Nhưng mà có ăn hay không thì mình nghĩ không dám chắc. Đặc biệt là anh chị nào mà ở trên mà trung bình giá xong lỗ gấp đôi thì thực sự rất nguy hiểm. Thì anh chị em phải đặc biệt để ý đối với dòng này. C4G, G36 chị em nhé. Đấy, kinh nghiệm đánh, kinh nghiệm rất quan trọng trong đầu tư. Cho nên anh chị nhìn thấy rằng là không phải cái gì phân tích kỹ thuật thì là thành công đâu. Mà nó còn cần yếu tố kinh nghiệm rất nhiều. Anh chị nhìn thấy, phân tích chắc ba cái nến khối lượng lớn như thế này mà sau đó nó rơi như này. Anh chị không thể phân tích được những trường hợp này bằng phân tích kỹ thuật. Bởi vì nếu 100 ông phân tích kỹ thuật ấy, thì chắc chắn 100 ông đều khẳng định luôn rằng là cổ phiếu này tốt. Đúng không? Quá trình tích lũy liền không có chặt luôn, thanh khoản cạn. Cây vuông vào tiền lớn kéo thẳng lên, đấy, tăng như thế. Nhưng mà đây những cái trường hợp này nó phải sử dụng vấn đề là kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm ấy thì anh chị chỉ có cách là ở những broker có kinh nghiệm trải qua thương trường nhiều, trải qua trận mạc nhiều, trải qua những lần đau thương nhiều. Ví dụ như là năm 2022, 2023 thì mới có kinh nghiệm với vấn đề này. Có những broker mà trẻ, non, hồ theo, thấy con gì tăng hồ thì có thể họ sẽ cho anh chị ăn khoảng 2-3 deal. Nhưng chỉ cần 1 đến 2 lần chết thôi thì anh chị sẽ chết nặng hơn rất nhiều những gì anh chị kiếm được. Thì đấy là mình chia sẻ với anh chị em. Cái dòng upcon anh chị phải lưu ý đặc biệt. Đấy. Dính bẫy thanh khoản là chết ngay. Thế bây giờ mình xem thị trường hôm nay nó có điều gì tích cực hơn. Thì thực sự mình nhìn thấy là có một số cổ phiếu nhóm ngành nó đã tạm thời ngớt cái đà rơi. Còn khẳng định được rằng thị trường nó đang tạo đáy ở đây hay không thì mình nói là quá sớm. Vẫn còn quá sớm để nói một câu chuyện rằng đây là đáy của thị trường. Mà đôi khi anh chị em, mình sẽ chỉ cho anh chị em cái câu chuyện ấy là cái thanh khoản thấp nó không phải là cứ thanh khoản thấp thì là đáy. Mà thanh khoản thấp ấy đôi khi nó là ở chiếu nghỉ. Có nghĩa rằng là cung chưa gặp cầu. Có nghĩa là những khách hàng đang đu đỉnh ở vùng trên này này. Vùng này này. Họ chưa thực sự vẫn đang lỗ. Mình chỉ lấy ví dụ như cổ phiếu STS thôi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta là những người bán được ở giá 47,5. Đây là khu vực mình bán. Nhưng mình cứ quay giả dụ anh chị mua ở giá này đi chăng nữa đây. Bắt đáy cái này đi. Đúng không? Khi hồi nay anh chị không có hàng, không có lãi mấy, không bán. Thực sự nếu anh chị có bắt đáy ở cây này nên hồi đây anh chị được 2%, anh chị không bán, đúng không? Thì bây giờ anh chị đang mang một số lỗ. Thì hôm trước là thị trường nếu mà đỉnh điểm cứ coi mình bắt đúng đáy đi, anh chị bắt giá 4-5 đi chẳng nữa. Đúng không? Nhưng lên đến đây có 2% thì mình nghĩ rằng 10 người chắc thì có 1 đến 2 người bán. Chắc chắn là như thế. Thì chắc chắn rằng là khi thị trường rơi, anh chị sẽ mang số lỗ. Và cái số lỗ đỉnh điểm của anh chị là 10%. Thì kể cả bây giờ thị trường có tăng lên 2 điểm thì anh chị vẫn đang lỗ 7%. Và 7% thì mình nghĩ rằng là chưa phải chỗ anh chị bán. Đấy. Nhưng mà nếu nó chỉ cần hồi lên khoảng 43,5 này, khi cái số lỗ anh chị nó ngắn lại thì lúc đấy mới là cái câu chuyện rằng là thị trường cái lực cầu nó đủ hấp thụ cái lượng hàng cắt đáy hay không. Thì mình nghĩ rằng phải khoảng 2 hôm nữa. Mình nghĩ là sau ngày thứ 5 thì câu chuyện thị trường nó mới rõ ràng hơn. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy. Và cái đặc điểm của thị trường ấy mà chúng ta phải để ý, mình chỉ lấy ví dụ kể MBS thôi, BSI đi cũng được. Đấy. Tất cả anh chị mình khẳng định ai bắt đáy cây này có lãi đâu mà bán, đúng không? Thì chắc chắn bây giờ anh chị vẫn đang lỗ. Mà cái số lỗ này lại nằm ngoài cái phần cắt lỗ, anh chị vẫn đang lỗ 9%. Chứ là mặc dù là cổ phiếu tăng 2%, nhưng mà rõ ràng đây lý do là thanh khoản thấp là vì cung không gặp được cầu. Những người ta chờ bán đầy, người ta bảo kiểu lỗ 3, lỗ 2% người ta mới bán. Bây giờ lỗ 9%, đúng không? Nếu mà bán người ta đã bán ở đây rồi. Đúng rồi, nếu bây giờ thì còn chưa về đến cái giá của cái hôm đạp sàn thì làm sao người ta bán, đúng không? Thậm chí những người đạp sàn bắt sàn đây họ còn chưa về bờ thì họ bán sao được. Thì mình khẳng định rằng là hôm nay ấy chắc là những người bán này chỉ là những ông này này, hai cái ông hôm ngày 25, 26 là bán thôi.
thì mình nghĩ rằng là để trả lời chính xác được thị trường có tạo đáy hay không ấy, thì mình nghĩ là khoảng thứ năm, khoảng tầm 3 phiên nữa anh chị sẽ có câu trả lời. Và nếu mà thực sự anh chị phải để ý là cái thanh khoản như vừa rồi mình nói, thanh khoản thấp không phải vùng đáy, đồng ý rằng thanh khoản thấp thường ở vùng đáy nhưng nó chỉ là 50% thôi nhá. Thanh khoản thấp nó sẽ xuất hiện ở hai vị trí, một là vùng đáy thật và hai ấy, nó là vùng chiếu nghỉ, có nghĩa là nó nằm ở trung điểm của nhịp rơi. Anh chị để ý, ví dụ đây này, khu vực này là chiếu nghỉ đúng không, thị trường nó rơi hai nhịp lên đây này, lên đây này nó rơi đúng không, thì nó là chiếu nghỉ. Chúng ta dở lại quá trình rơi của năm 2022 và 2023 cũng có một nhịp rơi, thì khu vực chiếu nghỉ này đấy, thì nó cung cầu nó sẽ rất là giằng co nhau, anh chị nhìn đấy, thì thị trường bỗng cũng sẽ rơi 20 nhịp chính như thế này, ví dụ vậy. Thì trong các nhịp chính là có 1 2 3 4 5 đúng không, thì khu vực ở giữa bao giờ thanh khoản cực kỳ thấp, anh chị nhìn đấy, đây không phải đáy đâu đúng không, anh chị nhìn đấy, đây không phải đáy đâu, phục hồi khối lượng rất thấp nhưng sau đó vẫn dẹp phát nữa. Và chúng ta nhìn thấy cái nhịp rơi trước trước đó thì đây cũng không phải là vùng đáy mà thanh khoản vẫn rất là thấp, anh chị nhìn đấy, đây có những phiên này phục hồi cũng đến tận 14 điểm ấy chứ, có ít đâu đúng không, phiên phục hồi 14 điểm còn nhiều hơn phiên hôm nay đấy. Nhưng sau đó thì đến một, ví dụ hôm nay thứ hai này, 3, 4, 5, 6, nghĩa là hết tuần này chúng ta sẽ có cái kịch bản nó sáng sủa hơn. Nghĩa là sau tuần này mà thị trường nó lình xình nằm ở dưới thì cái đường MA20 nó sẽ cong xuống, nó nghĩa là giống như cái mắc áo ấy. Bây giờ nó cong xuống thì làm sao anh chị có thể treo được cái mắc áo vào đây, đúng không? Đấy, chị có thể nhìn thấy trong quá trình cày xưa cũng thế, thanh khoản ở vùng giữa và vùng đáy là rất là thấp. Đấy, anh chị nhìn này, những cái phiên này giao dịch hồi lên này, thanh khoản rất là thấp. Nhưng đây có phải đáy đâu, đây chỉ là đáy ở giữa trung điểm thôi, nó chỉ ở trung điểm của một nhịp rơi đấy, có nghĩa có thể nó sẽ vẫn có một nhịp rơi nữa, thì đây mới là đáy thật sự. Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy rất nhiều cái trường hợp ngày xưa cũng thế, thanh khoản này đấy vẫn còn tiếp tục rơi một nhịp nữa. Ví dụ vậy thì mình nghĩ rằng là bây giờ còn quá sớm để khẳng định rằng đây là đáy đấy, chúng ta chỉ khẳng định được đây là một khu vực mà cung cầu đang gọi là nhòm nhau, giống như mình nói ấy, là trong thì chán, nghĩa là những anh chị em đang lỡ bắt đáy hôm trước lỗ. Đây là mình nói thật, những anh chị bắt đáy nhé, chứ mình không kể những anh chị gọi là đu đỉnh nhé. Đu đỉnh thì bây giờ chắc là người ta tắt app đi chơi rồi, chứ bây giờ quá xa rồi. Mình đang nói là những anh chị em bắt đáy ở đây này, hoặc những anh chị em bắt đáy ở đây này, thì người ta còn đang theo dõi bảng điện, bởi vì người ta đang lỗ khoảng 5 đến 7% thôi. Đấy, thậm chí chứ những anh chị mà đu ở chân đỉnh này, mua con vick này này, mình bảo anh em bán giá 19 ấy, bây giờ những anh chị em mua giá 19 ấy, thì người ta chắc là lỗ đến tầm 13% rồi, người ta chưa theo dõi đâu. Bây giờ chỉ những bác ở đây người ta còn đang theo dõi bảng điện tử thôi. Đấy, chỗ này là chỗ vào vùng quá lỗ, vào vùng quá đau rồi, thì mình nghĩ là người ta cũng không theo dõi đâu, kể cả thị trường có đánh trần nữa thì người ta cũng chả bán đâu. Cho nên là mình khẳng định luôn, kể cả VA có trần đi chăng nữa, những bác đu ở đây người ta cũng chả bán đâu. Đấy thì mình nói thật, thì anh em phải hiểu rằng là thị trường thanh khoản thấp ấy, thì nó chưa chắc đã là đáy đâu. Thế thứ hai nữa là mình đã nói rồi, thị trường vẫn đang ở trong vùng cái rủi ro hơn. Đó sao ít nhất bây giờ chúng ta nhìn này, cái mép dưới này nó đã thấp hơn chưa, thấp hơn cái đáy này chưa đấy, mình kẻ ngang này đấy, thì rõ ràng rằng chúng ta kể cả hôm nay tăng 9 điểm hay chăng nữa đúng không, thì chúng ta vẫn đang nằm trong cái phân kỳ âm. Mình cứ coi là thị trường kết tuần này đóng đến được ở 1260 đi chăng nữa đi, thì rõ ràng chúng ta cũng đang bị ăn được cái phân kỳ âm của chát tuần. Và cái phân kỳ âm đấy thì thực sự rằng nó sẽ khá là dai dẳng, bởi vì một tuần của anh chị chỉ xứng đáng vào một cây nến này thôi, và một cây nến này thì thực sự không ai dám khẳng định rằng là lên hay không. Đấy thì mình nghĩ rằng là chúng ta đã có rất nhiều lần phân kỳ âm trong chắc tuần rồi, và mình nghĩ rằng nó chỉ co giật thôi, thậm chí có thể nó lên nữa nhưng mà vẫn là ăn phân kỳ âm đây. Đấy, nó tăng lên hẳn một cây nến nữa này, vẫn là phân kỳ âm đây. Cây nến này tăng 22 điểm, từ cây nến xanh tăng 22 điểm lên vẫn là bị ăn, cái này vẫn càng ngày càng đỏ, vẫn phân kỳ âm anh chị em thấy, kể cả nó đi ngang rất lâu vẫn là phân kỳ âm, và nó đi ngang đến khi nó ụt phát ra rồi. Cho nên mình khẳng định rằng giai đoạn này thì chúng ta đánh vẫn cứ lên tham gia, nhưng mà tham gia ở cái thị trọng nó vừa phải, vừa phải với khả năng chịu đựng của mình. Đối với mình thì khoảng tầm 30 40% là vừa, nhưng cũng có những anh chị thì từ 60 đến 70%. Thì mình nói rồi, chúng ta quản trị như nào, số lượng tài khoản chúng ta như nào, đệm lãi như nào chúng ta quyết định. Còn đối với mình thì mình thấy là thế là phù hợp, khoảng từ 30 đến 40% là phù hợp. Cũng không nên cầm full tiền với giai đoạn này, bởi full tiền rất là FOMO, ngày mai mà kéo tăng nhẹ lên cái là không chịu được, thì lúc đấy đu vào có khi lại lại như trường hợp mình nói, đu vào dính quả như này đi ạ. Giờ cho nên mình nghĩ là vẫn cứ lên có tài khoản, bởi vì giai đoạn này thì cứ bắt đúng đáy, thị trường sập mạnh thì bắt bắt lên thì chắc chắn là kể cả có hòa
nó cũng không lỗ. Đấy, ví dụ anh chị bắt ở đây này, hàng về cũng vẫn ngược hòa, không bị lỗ. Đấy, kể anh chị bắt ở đây chăng nữa đúng không? Bắt được ở đây chăng nữa đúng không? Hàng về vẫn ngược hòa, hòa. Nghĩa đừng đu xanh là được. Đấy là cá nhân mình khuyến nghị anh chị em thế. Thì hôm nay nhắc nhở anh chị em cái câu chuyện rằng là dòng Upcom thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý đúng không? Cúp pin đấy. Nó đang rơi rất là kinh khủng. Đấy, nó rơi từ biên trên bên dưới, khả năng nó sẽ có nhịp hồi nhẹ mà chưa chắc nhé. Cái cổ phiếu dòng Upcom nó rơi dị ấy. Đôi khi nó rơi cứ rơi một lèo đó. Nó không có cái nhịp hồi. Anh chị nhìn nó rơi rơi liền tù tì một nhịp, không có nhịp hồi. Thì anh chị đánh dòng Upcom mà không không thoát ra kịp đấy thì bây giờ rất là khó để đưa tư vấn. Như bây giờ ai hỏi mình con này có cắt không thì thực sự là với cái việc lỗ đến tận hai phiên mà lỗ đến 15% thì bây giờ làm sao mình dám tư vấn. Bây giờ mình không dám bảo là cắt hay không, mà nếu mà không bảo nó có rơi tiếp như con này nữa không mình không biết được. Thực sự đấy, đánh Upcom thì anh chị giống như kiểu đánh euro rồi. Thì anh chị phải gì thực sự là lưu ý những cái cổ phiếu sòng sáng Upcom, xác định dám chơi dám chịu. Một ăn cả ngã phải không, ăn thì ăn được vài cây trần 20% mà thua thì cũng thua 15-20% ấy. Đấy, còn mình sẽ xem qua các cái cổ phiếu mà nhóm mà khách hàng như khách hàng mình đang nhắn tin nhá. Thì mình sẽ xem hôm nay đẹp nhất thì chắc là MWG, tất nhiên là đẹp đẹp hôm nay thôi, còn ngày mai như nào thì mình cũng dám chưa dám chắc chắn, bởi vì mình nhắn trong nhóm khách hàng ấy hôm qua là có rất nhiều cổ phiếu là đã từng cho anh em ăn quả lừa, và bản thân con MWG ngày xưa nó cũng từng lừa anh em một phát. Anh em nhớ hồi tháng 9 năm 2023 nó lừa anh em một cây cũng vượt đỉnh này. Đấy, khối lượng lớn này sau đó nó mới rơi. Thì mình nghĩ rằng là hôm nay cứ tạm thời vui đi. Còn ngày ngày kia thứ tư, thứ năm vui không thì chúng ta mới biết. Bởi vì gần đây là tỷ lệ lừa nó khá là cao. Đấy, thực sự là tỷ lệ lừa khá cao khi chúng ta nhìn thấy VHC này. Toàn đánh kiểu kiểu lừa đó. Đấy, đánh đánh kiểu lừa này. Sau những cổ phiếu như DRC cũng thế. Đúng không? Hôm trước ai cũng kêu DRC đẹp luôn. Đấy, sau đó thì nó lại quỵt phát cái, chứ là mình khẳng định luôn là bây giờ thì thấy đẹp thôi, còn 2 hôm nữa đẹp hay không thì lúc đấy mới tính tốt. HSG cũng thế đúng không? Đấy, hôm trước ai cũng kêu là đẹp đúng không, HSG bây giờ thì nó đang rú xuống rồi. Cái cổ phiếu con gì nữa nhỉ, VHC rồi cổ phiếu gì cũng tăng trần hôm trước ấy nhỉ. Đấy, thì mình nói thật là NHG đúng không, hôm trước tăng trần cây không. Đấy, xong rồi bắt đầu giật ngược lại. Thì mình nói thật là giai đoạn này thì trong vòng 1 đến 2 hôm thì có thể kêu là đẹp. Nhưng mà đến ngày thứ tư có đẹp hay không thì mình chưa dám tự tin cái điều này lắm. Và hơn nữa chúng ta cũng cảnh báo luôn, mình cảnh báo luôn này. Thị trường cho dù có sập, tan nát đi thì cũng luôn luôn có cơ hội kiếm tiền. Anh chị em để ý nhé. Ở đây mình dở cái năm 2022 ra trong một ví dụ. Năm 2022 này, cái giai đoạn này thị trường rơi rất kinh khủng. Nhưng rõ ràng trong thị trường rơi không chỉ một cổ phiếu mà cả một dòng tăng mạnh để cho anh chị kiếm tiền. Đây năm 2022 đây nhá, cổ phiếu này tăng rất là mạnh đúng không, anh chị em nhìn đây này, cái chân sóng của nó là từ 14 tháng 9, nhìn ở dưới nhá, 14 9 nó bắt đầu tăng một cây 3%, bắt đầu tăng mạnh lên, cái này nhỏ nhỏ thôi anh chị trông cái này thôi nhưng mà nó kéo dài phết đấy. Đây là lợi nhuận của nó là lên đến 20% trong vòng 1 tuần. Thế 14 tháng 9 nó ở đâu, 14 9 thực sự ở đây thị trường đã đang nằm ở dưới 10-20 và đang trong quá trình rơi rồi. Và đến đỉnh của nó đạt ở là 23 tháng 9. 23 tháng 9 ở đâu nhỉ? Đây. Thị trường rơi một đoạn rồi thì cổ phiếu vẫn tăng. LCG cũng thế. Đó, chúng ta nhìn 2022. 2022 đâu nhỉ? Đấy, chúng ta nhìn thấy tháng 9 năm 2022. Đấy, LCG này. 27 tháng 9 mới tạo đỉnh. Đấy. 27 tháng 9 mới tạo đỉnh nhé. Và mới bắt đầu nó tăng cây trần là ở 21 tháng 9. Và nhìn sang cái đồ thị ngày của tháng 9 năm 2023 này, 27 tháng 9 này, thị trường rơi đến quá nửa rồi. Đến tận đây rồi nhá, rơi đến tận đây rồi. Thì bắt đầu nó mới thực sự là tạo đỉnh. Thị trường rơi từ đỉnh xuống 27 tháng 9 thôi. Đây 27 tháng 9 đây. Thị trường rơi 125 điểm tính từ đỉnh xuống mà nó vẫn đang ở đỉnh. Cho nên chúng ta khẳng định rằng là kể cả MWG, chúng ta nhìn một cổ phiếu tăng trần thì cũng chưa lý giải được cái điều gì rằng là thị trường thực sự nó có an toàn hay không. Nếu mà nhìn chung, đấy, chúng ta nhìn thấy kể cả năm 2022 đấy cũng là 2022 này. 12 tháng 9 ấy, thị trường cổ phiếu này bắt đầu mới tạo một cái đỉnh. Đấy, tăng mạnh lên. Đây chúng ta nhìn đây. 12 tháng 9 ở đây. Thì thị trường đang ở dưới đáy này thì vẫn có việc MWG vẫn lên đỉnh ấy chứ. Đúng không? Hồi đấy mình đánh con FRT. FRT hồi đấy mình vẫn nhớ FRT này. Kéo 2 tháng 9 năm 2022 này, tất nhiên mình không bảo nó rơi như là tháng 9 năm 2022 kinh khủng quá, nhưng mà rõ ràng là chúng ta để chúng ta có một cái định lượng rằng là thị trường nó không hẳn
đã là gọi là sáng cửa đâu. Đây là ví dụ này, mùng 9 tháng 9 con này rơi trước đúng không, có một số cổ phiếu bị HX hình như nó còn tăng sau ấy thôi. Đấy, cổ phiếu những kiểu cổ phiếu dòng tiền muộn mà nó đánh rất là khó chịu. Đấy, mình nhớ 2022 mình là người từng trải qua rồi, anh chị em nhìn đấy. Đấy, cổ phiếu này, này nó còn tăng ngược lên. Đấy, tăng ngược lên mà đến tận 14 tháng 10 nó tăng ngược lên. Đấy, 14 tháng 10 anh xem nó xuống tận đáy rồi. Đấy, bắt đầu nó mới tăng ngược lên. Nghĩa là thị trường rơi quá kinh khủng luôn rồi. Từ đây đến đây là rơi 200 300 điểm rồi, bắt đầu nó vẫn tăng ngược lên. Sau đó nó rơi bù. Thì có một cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ anh em ấy. Đó là đâu nhỉ, vừa viết đây. Lưu ý ấy, trong uptrend thì các nhóm khỏe nó sẽ giảm rất ít và phục hồi ngay lại khi thị trường phục hồi. Đấy, nhưng mà trong downtrend ấy, thì cái nhóm khỏe lại ngược lại. Đó là bình thường cái nhóm khỏe nó giảm ít, tăng khỏe. Thì các nhóm khỏe ấy nó lại lại thường có xu hướng rơi bù, rơi bù tốc độ so với cái nhóm trước. Rơi bù tốc độ là như thế nào? Đây, đây là một câu chuyện rơi bù này. Đấy, anh em nhìn thấy là trong những ngày vừa rồi đúng không? Thì có phải là cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đúng không? Có rơi mấy đâu đúng không? Nó cũng rơi chả rơi mấy đúng không? Tạo đáy rồi. Nhưng mà có ông là rơi bù, ông rơi bù là ví dụ có FOXC này là một cổ phiếu rất khỏe rơi bù này, FOX này rơi bù này. Đấy, liệu FPT nó có rơi bù hay không này? Hoặc DGC cũng rơi bù này. Đấy, anh em nhìn thấy kể cả cổ phiếu LAS này. Đấy, là một trong cổ phiếu khỏe nó có rơi bù hay không? DGM đi. Đấy, con này phân đạm rất tốt thì liệu nó có rơi bù như cái kiểu hay không? Thì chúng ta phải nhìn thấy, và nếu thực sự dấu hiệu xảy ra thì rõ ràng là chúng ta là không phải ở trong uptrend mà chúng ta đang ở trong downtrend. Và mình nói thật, downtrend có thể downtrend trung hạn, ví dụ ngắn hạn này là 1 đến 7 khoảng 7 ngày trở lại là ngắn hạn này, trung hạn này, trung hạn thì nó là rơi ở tầm 5 lần là khoảng 2 3 tháng là trung hạn. Đấy, còn dài hạn này là trên 6 tháng, chúng ta có khái niệm như thế. Thì khi mà chúng ta nói câu chuyện ngắn hạn thì có thể ngắn hạn nó tăng hoặc giảm 1 2 ngày, nhưng rõ ràng trung hạn đấy thì nó đang chuẩn bị vi phạm rồi. Đấy, thị trường nó sắp vi phạm cái vấn đề trung hạn nơi rồi. Cái mốc mốc này sẽ là cái mốc vi phạm trung hạn đây này. Nếu mà thị trường mất cái mốc này này thì rõ ràng là mình sẽ nghỉ ngơi trong vòng khoảng cái chen trung hạn, là cái chen kéo dài từ từ vài tháng rồi đây, nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ bị một cái nhịp rơi đến đây, xong có thể lên một sóng mới. Đấy, thì mình nghĩ rằng là anh em phải để ý. Đây là cái giai đoạn rất là giao thoa và mình nói thật là cũng hơi khó để khẳng định rằng đây là đáy hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không quá tự tin đâu. Nhớ đây là khu vực điểm giữa thì chúng ta phải thận trọng. Thì mình xem qua một số cổ phiếu khác nhé. Vconchip này, Vconchip thì đây là một cổ phiếu VSC này. Đây là một cổ phiếu mình đánh giá rằng là nó được vĩ mô ủng hộ. Vĩ mô ủng hộ là sao? Giá container hiện giờ đang tăng, cảng đang tăng. Ít nhất là nó có cái câu chuyện để nó kể, nó vẽ đúng không? Nhưng mà trông như thế thôi. Mình nghĩ rằng giai đoạn này, vị trí này mua thì tạm thời an toàn. Tạm thời an toàn trong khu vực này. Nhưng mà nếu mà thủng dưới thì cũng chả có gì gọi là đẹp cả. Chúng ta nhìn lên VOS này, cảng này, VIP này, đấy, rơi như sung, đúng không? Con này vận tải xăng dầu cũng là cảng đấy chứ. PVT này, đấy, PVT nó chưa thủng đáy thôi. Mà nếu mà mất cái mốc này thì thực sự rất nguy hiểm. Như vậy thì mình nghĩ là chúng ta mua thì cũng cũng được, nhưng mà đừng mua nhiều quá và cũng phải đặt trước cái tình huống là nếu mà có thủng cái mức nào thì chúng ta biết đường mà chạy, biết đường mà chạy khi nào nó thủng cái mức 21 này thì chạy này. Đấy, mua ở giá này thì thủng 21 chạy lỗ 4%, ví dụ vậy. Hoặc là BSR thì mình nói rồi, BSR có một cái dở đó là thuộc upcom, hôm nay tăng thôi, hôm trước mình bảo anh em mua ở 22,5 này đúng không, nhưng khả năng là lên đến gần gần đây chúng ta cắt lỗ khoảng 1 2% chuyện rất bình thường. Nếu chắc cú ấy, chắc cú ngày mai nó hồi lên một tí nữa ấy, thì có khi là khoảng 22,3 22,4 rồi này, à thôi cắt lỗ 1 2% giải tán nghỉ ngơi. Thì mình nghĩ rằng là tại sao mình lo thế, bởi vì là nó tạo các mô hình đỉnh rồi, hôm trước định ăn quả bật lên nhưng nó không tăng thì nó hồi như này này là đến lúc mà mình cũng gần gần mà 20 mình cũng té thôi. Đấy, mình nghĩ là như thế. Thì thôi, trong đầu tư có những deal mà chúng ta đánh ít mà chẳng may thua thì mình đánh giá rằng chúng ta phải chấp nhận đấy. Kể là bởi vì mình nhìn sơ qua là dòng upcom nó đang có dấu hiệu rút tiền ra, thì những cổ phiếu này thuộc upcom nó sẽ bị ăn đòn lên đấy. Còn là HPG, GEX, ABC, ACB, ngân hàng thì nói chung là mình đã nói con ACB này thì anh em phải bán ngay khi nó mất giá 24, có nghĩa nó đã mất khỏi cái trend line này rồi, mình kẻ lâu rồi thì anh em phải phải bán. Nghĩa là nếu mà lên đến khoảng 24,2 này sẽ rất nhiều người lao ra sàn. Đấy, thì mình nghĩ rằng là nó không còn thơm nữa.
anh em cân đối loanh quanh vùng 24 đến 24,4 này, có hàng mà lên hồi được tí thì có thể canh ra, bởi vì mình nhìn thấy là ngân hàng nó đang còn nhiều con rơi bù. Ví dụ đây Techcombank này rơi bù này rất kinh khủng nhé, khi mà rơi mất cái mốc này đây là điểm anh em phải bán 24, không bán bây giờ rồi đấy. Như đây cái quản trị của chúng ta là rất là yếu, vấn đề quản trị 6% rồi đúng không. HPG thì mình nghĩ rằng là HPG thực sự là nói đúng là nó cũng không yếu mà cũng không khỏe. Mình nghĩ là nó sẽ còn những nhịp kiểu co giật lên xuống này, nhưng mà mình thấy rằng nó không khỏe nữa rồi. Bởi vì nếu một cổ phiếu khỏe ấy, thì cái M20 nó không được phép cong cong như này. Có thể là rằng HPG nó sẽ có những nhịp tăng lên khoảng 28, 28,8 này. Nhưng mà mình nghĩ là đến đấy, đến quanh quanh đây thôi, nó không đáng kể. Thì 1-2% nó như này thì nó sẽ lên, nó đợi thị trường. Và thị trường có một cú rũ thì nó sẽ rút xuống. Còn nếu HPG về ăn đây thì mua lại mua được, 27 mua được. Đấy, nó là cái trendline trung hạn này. Đấy, đến khu vực này thì có khi lại mua được. Còn bây giờ thì hơi lửng lơ. Nhá. Đấy, thì DHPG. Kết SHS, SHS thì mình nghĩ rằng là bây giờ hỏi dòng chứng khoán thì có thì mình bẻo rồi. Cái hôm lúc em vừa nói FTS ấy, là nó đang ở quá cái vùng xa cái vùng mà những anh chị em nó bị cắt lỗ. Nghĩa đấy, kể cả anh chị em cái câu chuyện cắt lỗ mình báo anh em là 18,6 đúng không? Khu vực này mình báo anh em bán đúng không? 18,7, 18,6. Thì kể cả anh chị đang ở khu vực này hòa vốn thì bây giờ anh chị cũng đang lỗ một số lỗ khoảng 8%. 8% là nhiều quá. Đấy, và nhiều quá thì chắc chắn là chưa ai muốn bán thì nó kéo được thôi. Nhưng mà nó chỉ cần kéo khoảng tầm 18, 17,8 này. Khoảng 17,9 này này. Là người ta gần về bờ là người ta sẽ lôi ra giao cho người ta bán. Đấy, lỗ 4% là người ta lao bán ngay. Bây giờ lỗ 8% thì 9% chưa bán. Nhưng mà lỗ 4% là người ta sẽ bán. 3-4% là người ta bán đấy. Thì anh em phải lưu ý cái khu vực đấy. Lên đến đây là người ta sẽ lao xả hay không. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý. Những cổ phiếu khác ví dụ là Masan thì mình đánh giá rằng là nó khỏe hơn, bởi vì dòng bán lẻ sắp tới có cái thông tin gọi là giảm thuế VAT ấy, thì có thể là dòng bán lẻ nó được tích cực. Với hai là cái dòng bán lẻ ấy, nó thường là những dòng có dòng tiền muộn vào, như vừa rồi mình trình bày ở bên này ấy, nó là những cái vòng dòng mà nó thị trường rơi rồi nó vẫn có những dòng tiền muộn vào, nhưng mà không dám khẳng định rằng nó sẽ có lợi thế đâu, bởi vì là dòng tiền thực sự hôm nay rất nó đang tha hồi thôi. Còn nếu nó đi ngang ở đây 1-2 phiên xong nó rơi, chúng ta vẫn bắt buộc phải bán. Còn nó chỉ thực sự khỏe nếu nó vượt 78. Nghĩa là vị trí, vị thế của chúng ta như thế nào. Đấy, nếu mà quanh quanh khu vực này mà về bờ thì phải theo dõi trong 2 phiên tới có quyết định bán hay không. Mặc dù mình vẫn đánh giá dòng bán lẻ là có câu chuyện nhất. Hôm nay chỉ có dòng bán lẻ này có câu chuyện này, cảng biển có câu chuyện này. Phân đạm cũng là một dòng có câu chuyện đang là khủng hoảng phân bón. Đấy, thì có những cái dòng đấy thì nó có câu chuyện để nó vẽ. Đấy, chứ còn các dòng khác thì chả có câu chuyện gì cả. Dòng chứng khoán thì mình nói thật là nó đã hết câu chuyện từ lâu rồi, thì có hồi chăng nữa nó chỉ vấn đề là đúng theo kiểu đánh kiểu kỹ thuật, kia đến đây không ai bán nữa thì nó hồi lên, hồi lên đến chỗ nào mà người ta bắt đầu cắt lỗ thì loại rơi xuống. Thì mình nghĩ dòng chứng khoán như thế thôi, chúng ta nhanh tay nhanh mắt kiếm vài phần trăm thì được, chứ để ăn dày ăn dài thì mình nghĩ không nhỉ. Thì đấy là những cái gì mình chia sẻ với các nhóm ngành đấy. Còn mình thì đang để ý một cái dòng mà chia sẻ anh em là dòng đầu tư công, thì em có thể lưu ý cái dòng đấy. Thì lý do tại sao thì mình sẽ làm riêng một video, và anh em có thể vào trong nhóm khách hàng này, quét mã cộng đồng này, vào nhóm khách hàng mình sẽ chia sẻ riêng cho anh em. Còn dòng chứng khoán và upcom mình nhắc quá nhiều rồi đúng không. Đây, chứng khoán là ngành cực kỳ rủi ro, và chúng ta nhìn thấy là nó chưa có tích cực đâu, nó chỉ hồi theo đúng cái phương pháp kỹ thuật, nghĩa là vào vùng quá đau quá mua à quá bán thì nó hồi lên thôi, chứ thực sự là để lên được thì mình nghĩ không có yếu tố, khi mà thanh khoản cũng thấp, thanh khoản thì xịt đúng không. Câu chuyện KRX thì cũng ấy, bán vốn nhưng bán xong rồi thì mình nghĩ rằng là dòng chứng khoán không khả thi đâu. Rẻ thì mua lướt tới cộng thôi, còn lên thì canh vài phần trăm rồi bán đấy. Đây là toàn bộ cái video mình nhận định anh em. Thì mình nghĩ rằng ngày mai sẽ là một phiên khá là buồn ngủ, ngày mai và ngày kia thì sẽ rất là buồn ngủ. Thị trường mình nghĩ cũng sẽ eo uột thanh khoản này thôi. Thanh khoản hôm nay thực sự rất là thấp, thấp kinh điển luôn, chắc trong 8 tháng rồi thì mới có những phiên thanh khoản nó thấp đến mức độ như thế. Để anh em soi từ đây, từ hồi là gọi là tháng 4 năm 2023 với lại một ít là hồi tháng 10 năm 2023 mới có những cái thanh khoản thấp đến mức độ như này. Để mình nghĩ rằng là thanh khoản thấp ở vùng đáy thì tốt, nhưng thanh khoản thấp ở ngay bên phải một cái đỉnh nào đó thì mình nghĩ không hẳn là tốt đâu. Có nghĩa là nó ở khu vực bên tay đáy này thì tốt nhỉ, nhưng mà khi nó ở ngay sát bên phải một cái đỉnh nào đó thì chưa chắc là tốt. Đây là vùng đỉnh này, nó ở ngay kề bên tay phải của vùng đỉnh thì chưa chắc là tốt. Nó chỉ đơn giản là nó đang nằm ở cái vùng gọi là vùng 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 quá bán của một số cổ phiếu. Còn nếu thực sự tốt thì nó đã tăng ngược lên rồi,
đúng không, ít cầu bán ai hấp thụ được hết nó tăng ngược hơn rồi. Cho nên mình nghĩ rằng giai đoạn này thì thận trọng thôi, lướt lát thôi nhé. Ok, mình nhận định các cái cổ phiếu đủ chứ nhỉ, VGC, HHB, mình bảo là dòng đầu tư công thì mình đã bảo nó có khả thi. Và thường có câu chuyện anh em đánh, nhớ đánh dòng đầu tư công ấy giải vốn vừa phải, và nên nhớ rằng là nên bán trước tháng 10 nhé. Dòng đầu tư công thường hay chạy vào cái câu chuyện tháng quý 3 và nó sẽ chết trước tháng 10. Anh chị em để ý, thường dòng đầu tư công bao giờ cũng chết tháng 9 tháng 10 là hay toi. Thì mình đánh thì anh em có thể đánh giải dần ra gom, HHB là gom được này, VGC, VCG này cũng gom được này, nó ở vùng đáy, KSB cũng được này. Đấy, mình đánh giá dòng đầu công này. Đấy, những cổ phiếu này mình nghĩ là ok. Còn DGC thì mình đã bảo rồi, phát thôi. Hôm trước là gãy 26 thì bắt buộc lên 26 này phải bán này. Nó mấy lần nó lên 25, 26 cho bán. Đấy, còn bây giờ mà ấy thì chắc là kẹt hàng rồi, mình sợ nó rũ nữa xuống. Đấy. HDG thì mình thấy là hiện giờ hôm nay đang đang có dấu hiệu hồi, dấu hiệu hồi thôi. Như dòng tiền này mình thấy rằng là cũng phù hợp với anh em lướt T cộng thôi. Chứ dòng tiền này thì không không khả thi lắm đâu. Có thể nó lên lên xuống xuống test 120 thôi. Chưa khả thi. Đấy, mình nghĩ rằng mai mà hàng ai hàng về khi gọi nó lao ra bán. Ừ. Chưa đủ dữ liệu khi một núi thanh khoản như này kẹt rất nhiều. Không đủ để đánh lên. Có thể nó sẽ như này này. Đánh lên đây, lên đây xong rơi xuống tạo đáy lằng nhằng kiểu kiểu khu vực này. Nghe video đến đây cũng dài rồi. Mình xin phép dừng tại đây. Hy vọng anh em nhớ đừng quên để lại like, tham gia kênh, quét mắt cộng đồng này nhé.